Nhà đất Văn Nguyễn xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Nay em lại gửi đến cho cô bác chị mình tham khảo một cái lô đất giá cực rẻ luôn nhé. Đấy, cái lô đất của chúng ta là trực thuộc tại xã Đắk Rờ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhé, quý vị nhé. Từ vị trí đất của chúng ta mà cách cái trung tâm xã Bút So ấy, là 7 km nhé, đi hoàn toàn là đường cấp phối, ô tô là vào tận nơi nhé mọi người nhé. Và cái mảnh đất của chúng ta là bám được 80 m mặt đường cấp phối như này nhá. Cái hướng ngược lại đây là cách 7 km là ra tới trung tâm xã Nâm Nờ Giang nhá. Là đường này là đường liên thông nhá mọi người nhá. Đấy, diện tích là 2,7 hecta, trên sổ là 2 hecta nhá mọi người nhá. Còn là 7 sao sình, rất là đẹp luôn, chưa có vào sổ. Thì vẫn có thể làm được sổ nha mọi người nhá. Nhưng mà gia chủ là không có tiền nên không có làm sổ thôi. Đấy, hiện trạng trên đất của chúng ta là đã có tiêu và cà phê nha mọi người nhé. Nhưng mà do là không có vốn chăm nên chăm bình thường thôi. Nên cái cây trồng của mình nó cũng bình thường, nó không có được đẹp mướt cho lắm nha mọi người nhé. Đã trồng kín tiêu và cà phê. Tiêu như này thì còn khoảng độ 300 trụ nha mọi người nhé. Còn lại là cà phê già. Cà phê thì vẫn đang cho kinh doanh. Nhưng mà cái giá bán thì nó rất là mềm nha mọi người nhé. Bán theo giá đất trắng. Với 2,7 hecta như này á, là gia chủ đang bán là 1 tỷ 7 có thương lượng đấy nha mọi người nhé. Và trong cái clip này thì em để số chủ nhà luôn. Cho cô bác chị mình quan tâm thì gọi trực tiếp luôn nhé. Đất đỏ ba gian hoàn toàn là không có sỏi đá nha mọi người nhé. Đất rất là đẹp luôn. Cây trồng thì rất là bình thường, nhưng mà thế đất thì thoải đẹp, không có dốc. Đất đỏ ba gian thì trồng cái cây gì nó cũng đẹp, nên cô bác chị mình mua cũng có thể cải tạo lại được. Trồng lại cà phê hoặc là chăm sóc lại cũng rất là đẹp nhé. Cái giá bán thì cực kỳ là mềm luôn. Cái lô đất của chúng ta là nó có 7 sao sình nữa. 7 sao sình thì nó có bám suối luôn nhé. Nên mình múc ao, múc hồ, mình làm view, nuôi cá, chăn nuôi thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Giờ em bay trên cao, em vẽ hình lô đất cho bác chị mình xem ha. Đây là hình lô đất từ trên cao nhé mọi người nhé. Đấy, nó có bám suối và 7 sao sình luôn. Sình này thì có thể làm la ghim, trồng rau, trồng màu, múc ao, nuôi cá thì rất là đẹp nhé mọi người nhé. Hiện tại thì trên đất của chúng ta là chưa có điện, nhưng mà cũng có thể là dùng điện năng lượng được nhé. Xung quanh thì hàng xóm thì cũng múc ao múc hồ rất là nhiều nhé. Đất Đắk Nông thì nó rất là mát mẻ nên nước nguồn nước rất là dồi dào luôn. Múc ao nuôi cá thì cũng rất là tuyệt vời. Nguồn nước thì cô bác chị mình cứ an tâm nhé. Nước ở Đắk Nông là không có thiếu. Cái phần sình rất là rộng rãi nhé. Tha hồ trồng, trồng màu và múc ao nuôi cá luôn. Đấy, giải đất của chúng ta là hiện tại là đã có nhà ở, cái nhà ván thôi nhé mọi người nhé, nhà ở tạm. Và chị mình có tiền thì xây thêm ra thì rất là ok luôn. Giải đất rất là đẹp nha, rất là bằng bằng thoải đẹp nha, không có dốc nha mọi người nhé. Cái cà phê trên đất của chúng ta là nó cũng hơi già rồi nha cô bác chị nhé. Với lại do không có vốn chăm sóc nên nó cũng không được có đẹp lắm. Đó, nên cô bác chị mình mua cái sản phẩm này thì chăm sóc lại cái vườn thì vẫn có nguồn thu nhập cũng tạm ổn định nhé. Hoặc là chúng ta móc đi mình trồng lại cà phê trồng mới và trồng thêm những các loại cây nó có giá trị kinh tế cho mình nhé. Tại vì cái giá bán thì hiện tại rất là rẻ, rẻ nhất thị trường luôn nhé. 2,7 hecta thì giá bán chỉ có 1,7 tỷ mà đã còn thương lượng nhé mọi người nhé. Đấy, cô bác chị mình có thương lượng thì cứ gọi trực tiếp cho số chủ đất luôn. Clip này thì em quay hộ thôi. Đấy, mọi thông tin thì muốn biết thêm thì cô bác chị mình cứ gọi trực tiếp cho cái số chủ đất rồi mình tham khảo thêm nhé. Đấy, rất là cảm ơn cô bác chị mình đã quan tâm ha. Đấy, từ đây thì em cũng xin kết thúc clip tại đây nhé. Thân ái chào cô bác chị và các bạn nhé.